Cứu Lộc với, cứu Lộc đi mọi người ơi. Ui, con mẹ mày tí thì ai ai lên. Hay quá, hương vị cuộc sống. À, đi chơi cái bạc cát cho đẹp anh em. Má mày lộc hạ cái tôi xuống giúp anh đi xíu. Má con Camille như con quỷ ấy. Tận Lộc ơi! Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc ơi. Đây rồi! À, cho Lộc luôn đấy, cho Lộc cái len luôn đấy, cho Lộc cái len luôn đấy, Lộc ơi. Lộc ơi, mày xuống mày đi với con Camille giùm anh với, đi con mẹo đá anh nhấc cốp quá. Trời ơi, Lộc ơi! À, mày Lộc cứ làm cái gì? Ai ai sang kênh bảo Lộc hạ cái tôi xuống giúp gì với? Con mẹ mày nó hóa thú rồi, nó không chơi được bình thường nữa rồi. Anh đang bảo Lộc bình tĩnh lại giúp gì vậy? Lộc ơi! Hay! Yeah! Hay! Lộc ơi! Trở lại nào! Rồi! Rồi! Lộc dễ rút! Ma Vương! Ma Vương! Xịt con mẹ! Vai đã lồn Ma Vương! Ui! Hai em ơi! Lụp! Ui. Mẹ mày anh gì bết? Anh gì bết anh gì ơi? Phải thế. Đấy Lộc ơi, là boss hết rồi này Lộc ơi. Ê Camille nha em ơi, mẹ mày đừng chui vào đấy chết đấy.
Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Đẹp ơi. Má, sao chết được có một thằng vậy? Ơ, có thằng nào đang ăn rừng lên đúng không? Sao đánh nhạy được? Má, đánh nhạy đi. Hay quá Lộc ơi. Cứu Lộc với, cứu Lộc đi mọi người ơi. Ui, ui, ui. Ui, con mẹ mày tí đi ai ai lên. Hay quá, hay quá. Hương vị cuộc sống. Hương vị cuộc sống. Má thằng mít nó thua thì 3 cấp luôn đấy anh em. Ari đấy, thằng Ari đến cái tầm này nó làm gì có cười đâu anh em ơi. Làm thầy Thủy Ngân là con Ari cút anh em ạ. Team 2 lập, mẹ một là lập cà, hai là lập bị ban. Mẹ lập cà thì đánh con Vayne, à đánh con Hecarim. Còn lập bị ban thì đánh con Achop anh em. Hai lập. Lập global. Má mày lập đi. Lập cút. Có cho lập luôn đấy chứ. Má thằng Lộc nó vừa bảo mình đi tù về cay thật. Ai có mò tìm mình mạnh quá rồi.
Lượng tiền.